Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ở đây em có một căn nhà vườn muốn giới thiệu đến cho anh chị mình nha. Thì ở đây em để số điện thoại trực tiếp của anh Kiệt trên màn hình. Anh chị nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại trực tiếp, không qua cò lái, không qua trung gian nha. Khi đi quay thì anh Kiệt đã cho em tiền rồi nên anh chị khỏi cần điện cho em. Thì cái mảnh nhà vườn này á thì nó giáp ranh với thị xã Gò Công. Anh chị nào mua căn nhà vườn này á thì sau này nó rất là tiềm năng nha. Nó thứ nhất á là chơi Gò Công á, thị xã Gò Công chuẩn bị lên thành phố, thì cái mảnh đất với căn nhà này á nó giáp ranh với thành phố Gò Công nên anh chị mua thì anh chị để nghỉ dưỡng là ok luôn. Bề ngang 13 m, bề sâu vô là 100 m, có căn nhà vườn, xe hơi ô tô chạy vô tới chỗ luôn. Đường nhựa thì anh chị chạy vô chừng có 5-6 m là tới rồi, qua cái cầu nha. Đó, đường này là đường Nam Cơ An Thành Thủy, giáp ranh với thị xã Gò Công. Rồi thì bây giờ em tiến vô căn nhà em quay cho anh chị coi đi. Căn nhà này thì rất là rẻ luôn anh chị, 1.300 mấy chục m². Căn nhà giáp ranh với thị xã Gò Công thì anh chị biết rất là ok rồi. Xung quanh đây cây trái nè, phía sau là nguyên một cái mảnh vườn rất là rộng luôn. Xe hơi chạy vô tới chỗ, một căn nhà nè. Gạch mình lát lên tới trên hết rồi. Bây giờ mọi người theo em đi tiến vô căn nhà nha. Bên hông mình thì có một cái đồng ruộng. Đồng ruộng rất là mát luôn, gió thổi quanh năm luôn nha anh chị. Đây, căn nhà mình, cửa cái nè, cửa bên hông nè, cửa sổ bốn bên luôn, rất là mát đó. Anh chị mở cửa cái là gió nó lùa vô nè, bên hông đồng ruộng nó lùa vô mát dữ lắm. Đây, cái đường xuống chỗ này, ở phía trước anh chị có thể làm một cái phòng khách và một cái bàn thờ ở trên đây nha. Bên hông ở dưới đây thì bên đây có một cái phòng và một cái chỗ để mình ăn uống ở đây nè anh chị. Ăn uống rồi mình đãi khách ở đây cũng được. Phía bên đây thì mình có một cái gian bếp. Gian bếp mình có thể làm bếp mình nấu ăn đây nha anh chị. Nhà rất là rộng. Phía sau mình có một cái toilet nè. Toilet mà một cái sàn rửa chén làm đồ ăn. Cái toilet ở đây thì nó rộng quá trời luôn nè. Toilet ở đây chắc nó bự hơn cái phòng trọ ở trên thành phố luôn á. Bề ngang chắc cả 3 m, bề dài nó 4-5 m gì đó. Vô trong em quay cho anh chị coi đi. Bắt đèn rộng quá trời rộng luôn. Ok đi ra. Ở bên hông mình có một cái cánh cửa thoát ra ngoài nè anh chị. Đó, cánh cửa thoát ra ngoài. Đi ra ngoài và đây thì có một cái mảnh vườn. Em quay hết cái mảnh đất rồi xong á, em sẽ cho anh chị coi sổ và cái diện tích và cái giá nha. Đi ra bên đây, ở xung quanh á, đặc biệt ở đây thì có rào hết rồi nha anh chị. Nè, bên đây nè, rào nè, bên đây hàng rào có sẵn. Ở đây thì vẫn có người ta đi tới luôn, người ta chăm sóc nha. Cây cối rất là tốt, có trái hết rồi. Phía sau thì mình có một cái đìa để mình có nước mình tưới nha. Đi, em theo anh đi ra ngoài coi nha. Cuối cái đìa này là hết đất nha anh chị. Cuối đìa này hết đất. Ở đây thì mình có hai cuốn sổ. Đất này có hai sổ nha. Số của anh Kiệt em để trên màn hình. Để em coi số em đọc lại coi. 0962 039 932. Rồi số điện thoại của anh Kiệt nha. Anh chị nào cần liên hệ số điện thoại trực tiếp. Phía sau này mình có một cái đìa. Cái đìa rất là rộng. Quốc lộ 50 nó nằm phía sau rồi đó anh chị. Quốc lộ 50 là nó nằm ngoài cái đường dây điện đó. Anh chị thấy không? Zoom gần cho anh chị coi đi. Đó, xe chạy mầm ngoài đó. Là phía sau là quốc lộ 50 rồi. Ở đây á, ở cái mảnh vườn này anh chị có thể làm một cái nhà thủy tạ phía sau mình để mình nghỉ dưỡng rồi xong mình bạn bè rồi tới ăn uống, mình có thể ra cái nhà thủy tạ đó mình
mình ăn uống nha, mình chơi nha, ở đây rất là mát. Thì bây giờ mình đi vô nhà đi. Đi vô nhà rồi cái mình sẽ giới thiệu về cái cuốn sổ mình và cái giá tiền nha. Tiền này, giá tiền này thì giá tiền cũng phải chăng lắm, tại vì đất giáp ranh thì sao công, nhưng mà anh đưa cái giá này cũng rất là ok. Cây ở đây nhỏ nhỏ mà có trái hết nè, trái quá trời luôn. Này thấy có dưa gan nữa nè anh chị, dưa gan, trồng dưa gan quá trời luôn nè, dưa gan chín luôn, mềm xẹo luôn ơi, chín luôn rồi. Trồng nãy em thấy trồng dưa rồi, trồng trái cây nhiều lắm. Rồi bây giờ mình cái đường bên hông của mình nè, ở đây thì người ta trồng trái cây rất là nhiều, đu đủ nè, xài, mít, mai đâu có đầy đủ. Mấy cái cây trái này ví dụ như anh Kiệt bán là anh Kiệt để lại cho khách hết luôn phải không anh Kiệt? Đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ anh chị theo em đi ra ngoài trước đi, lên cái hàng ba này để mình coi cuốn sổ cho nó rõ ràng nha. Với cái diện tích là 1.300 mấy chục mét vuông này, anh Kiệt bán cái giá thiện chí là 2.150.000.000 nha anh chị. Đất này thì giáp ranh thị xã Gò Công nên rất là tiềm năng với hai cuốn sổ này, với nguyên một cái căn nhà này. Thì đây, ở phía trước, ở phía sau, đất ở phía sau nè. Thôi bây giờ em giới thiệu ở phía trước trước đi. Cái mặt tiền phía trước nha, mặt tiền phía trước là kênh An Thanh Thủy nè. Kênh An Thanh Thủy bề ngang 13m nè nha anh chị. Đó, hai cuốn sổ ráp lại thành chiều dài nha anh chị. Cái địa chỉ nè, ấp Thành Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích của cái mảnh đất phía trước á, là 81m nè. Sử dụng riêng, đất cây lâu năm. Ở phía trước nha. Còn ở phía sau, ở phía sau là 1.259m. Cộng với 81m kia vô là nó ra cái diện tích nha anh chị. Sử dụng riêng, đất chuyên trồng lúa nước. Đất này thì đất còn lúa nước nhưng mà mình có thể lên được nha anh chị. Mình lên ok, tại vì anh Kiệt đã lên trên phòng tài nguyên ra đăng ký rồi. Năm sau là có thể lên được nha. Tại năm nay thì mình hết cái chỉ tiêu rồi nên chưa có thể lên được, năm sau là ok. Với cái giá 2.150.000.000 này thì anh chị mua mảnh đất mà cận kề cái thị xã Gò Công chuẩn bị lên thành phố như thế này thì mình tìm rất là hiếm nha. Với căn nhà vườn như thế này, ở phía trước mình có cái kênh, đường xe thì xe ô tô chạy thoải mái luôn. Cái cầu này thì xe 16 chỗ chạy thì anh chị khỏi lo nha, 16 chỗ chạy là chạy vi vu luôn đó. Cái cầu rất là ok. Cái cầu này không phải cây cầu nữa mà cái này là cái mình đặt cái ống nước luôn rồi anh chị, đặt cái ống luôn rồi chứ không phải là cây cầu nữa. Em nhìn lộn, giống như cái này mình đặt ống xuống rồi xong mình lắp đất lên rồi mình trải đan đi qua chứ không phải là cây cầu nha. Em xin lỗi anh chị. Ở phía trước mình nè, phía trước mình nó là một con đường nhựa. Con đường nhựa này thì anh chị chạy một đổi nữa là tới tỉnh lộ 873, một hướng anh chị chạy về bến phà Tân Long, một hướng anh chị chạy về thị xã Gò Công, và một hướng thẳng luôn là anh chị cũng chạy về trung tâm của thị xã Gò Công luôn nha anh chị. Cái hướng ngược lại thì anh chị có gì có thể chạy thẳng về huyện Chợ Gạo rồi Gò Công Tây nè, lên Mỹ Tho nè. Cái hướng này, đường này đường thông nha. Căn nhà này là hướng chánh nam. Ở xung quanh đây á, thì cây trái là ok, cây trái có đầy đủ rồi. Em lại gần gần anh chút đi, anh chị về á là vô là ở thôi, khỏi sợ gì luôn. Phía trước này thì mình cũng có một con đường nữa nha, con đường đi vô nhà hàng xóm đó, coi như là nhà hàng xóm đi chung cái cầu dưới của mình đó nha anh chị. Ví dụ như về mình thương tình mình cho người ta đi bình thường nha. Nhà cửa là ok nha, mái thì mái to thì người ta cũng mới làm thôi, em thấy kèo cũng còn rất là mới. Rồi thì từ cái này, từ thành phố anh chị chạy về đây cả tầm 57 cây đổ lại thôi, không có xa nữa. Long An anh chị chạy qua đây, giáp ranh với Long An á, thì anh chị chạy qua đây cỡ 23 cây tới 25 cây. Mỹ Tho chạy xuống đây là cỡ 25 tới 30 cây thôi anh chị. Chợ Gạo xuống đây mười mấy 20 cây là tới rồi.
Thì tới đây em kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần thì liên hệ trực tiếp số điện thoại anh Kiệt trên màn hình giúp em. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.